Vừa qua, tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần 800 vận động viên chuyên và không chuyên đã tham gia giải chạy Race for Green Life, lối sống xanh cho một tương lai bền vững do Bộ Công Thương tổ chức. Giải chạy Race for Green Life, lối sống xanh cho một tương lai bền vững là sự kiện truyền thông, tuyên truyền về lối sống bền vững thuộc kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động chạy phong trào hưởng ứng và tuyên truyền cho lối sống bền vững được thực hiện. Bộ Công Thương mong muốn, thông qua giải chạy Race for Green Life, các vận động viên không chỉ là người tham gia hưởng ứng sự kiện mà sẽ trở thành những đại sứ, lan tỏa thông điệp lối sống bền vững đến bạn bè, người thân, qua đó góp phần xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, bền vững trong cộng đồng.